đều cả hai biển luôn. Học Thái là hoàn toàn của Học Thái. Phú Đạo và thắng rất nhanh của Phú Đạo giành bàn đạp và đảm nhận vị trí trung vệ của đội bóng Phần Hóa màu vàng. Đang chơi phòng ngự và nhiều cầu thủ trên sân nhà. Dũng Giang, Dũng Giang cú vào. Cú rất tốt của Dũng Giang. Tuy nhiên bóng lại đi vọt xa. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của đội bóng BIDV của chúng các bạn của Bắc Á Banh. Phòng ngự chơi của Bắc Á Banh. Của Mỹ Lan và Tạo Thư Sơn. Sau khi có bàn thắng mở tỷ số thì Kim Châu trọng tài vừa xác định cầu thủ Xuân Phong bóng chạm tay. Vâng, ngoài sân thì bây giờ ba cầu thủ trụ cột của BIDV cùng con Ngọc Lít. Xuân Phong đã có hai cơ hội nguy hiểm nhưng không được. Và dứt điểm đầu tiên của Long Lác. Long Lác là một tiền đạo tương đối là Tạo Thư Sơn. Long Lác làm gì? Không vào. Và dứt điểm ở góc hẹp của Long Lác không thể đánh bại được thủ môn Quốc Bảo. Quốc Bảo không có lợi thế về mặt thể hình giống như thủ môn nhỏ bé, anh rất nhanh. Xuân Phong bàn thắng do công của Mạnh Tuấn. Cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ phải của Bắc Á Banh đã ghi bàn. Tỷ số bây giờ là 1-2. Chỉ còn một bàn thôi và hiệp một vẫn chưa kết thúc. Ngọc Lít năm đội khó để hạ gục của Hồ Quốc Bảo. Năm cốc vừa rồi thì trọng tài xác định là Đình Bình Lan đã phạm lỗi với năm cốc và Mercy. Cơ hội đầu tiên của tiền vệ này sau khi anh được tân quả sân.
ở cuối hiệp 1. Mạnh Tuấn. Như vậy các tài yêu cầu cùng Milan thực hiện cú vào. Cản phá chính xác của thủ môn Quốc Bảo.